Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thưa quý khán giả, nước Nhật hiện nay vẫn còn bị xếp hạng cao về tình trạng người phụ nữ bị xâm phạm tình dục, không phải là hiếp dâm hay là bị bắt cóc, chuyện đó cũng ít xảy ra. Nhưng mà chuyện các cô gái lên trên xe bus, nhất là xe điện ngầm, thường bị các anh rờ mó, nó gọi là grope, bóp luôn nữa đằng sau lưng. Và vì thế đã có các công ty Nhật nghiên cứu làm thế nào để truy lùng ra những cái tên mà tấn công các cô trên xe bus hoặc là xe điện ngầm, và họ đã sáng chế ra một loại mực gọi là invisible ink, mực vô hình. Anh bấm vào bất cứ bàn tay bậy bạ lông lá nào của cái tên sàm sỡ nào, thì sau đó các cô gái sẽ báo cho cảnh sát, và khi họ tìm đến người đàn ông này, cảnh sát sẽ dùng một cái đèn pin đặc biệt chiếu vào tay của các cô hoặc các anh đó, và sẽ thấy được cái vết mực đó. Đây là vết mực invisible ink. Bản tin ghi nhận đó, 20.000 hộp mực này vừa được giới thiệu ở trên mạng, bán sạch trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Wow, nhưng mà anh cũng quên nói một cái tin là gần tới mấy trăm ngàn cái bao tay cũng bán được, coi là sau khi mực này bán ra, thưa anh Hoàng Trung Thủy. Anh Đoàn Trọng đưa ra cái ý kiến rất hay, các những cái tên mà sàm sỡ này nói rằng ô chuyện nhỏ, bây giờ mình đeo bao tay vào thì tha hồ làm vẫn không sợ, bởi vì bao tay ra. Đúng như thế. Tuy nhiên các cô nói rằng cô hy vọng là sáng chế này sẽ làm giảm những cái tình trạng của những người thanh niên hoặc là các ông già lên xe điện để mà sàm sỡ. Quý vị thấy là cái vết mực này nó có cái bàn tay, cái bàn tay sờ mó đó, và đây là cái đèn pin để mà cảnh sát khi mà chiếu đến vào nơi đó, chiếu vào và bắt ngay tại chỗ là anh là người rõ ràng. Bởi vì các cô nói khi mà quay lại có một cái tay bóp mông các cô, quay lại không biết ai hết. Thì bây giờ khi mà có một cái bàn tay, một cô thấy chạm vào cái mông của mình hay là ngực của mình trên xe đó, thì họ sẽ cô lấy cái là khi mà các cô bước lên á, là cô cầm ngay cái viên rồi chuẩn bị rồi. Hễ mà tay ai mà vừa đụng vào người mình cái là cô bấm vào một cái liền, mark liền. Đúng rồi, tức là đánh dấu đó, đánh dấu liền lập tức. Thì khi mà đánh dấu như vậy thì sẽ hỗ trợ cho cái việc cảnh sát, và nếu mà điều này được thực hiện hàng loạt đó thì các cô hy vọng sẽ làm giảm cái tình trạng bị sờ mó trên xe điện. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta may mắn sống được tại miền Nam California. Quý vị có điều kiện đến Tokyo cũng giống quý vị điều kiện Hồng Kông, thì quý vị thấy cái subway, phương tiện gọi là subway là cái phương tiện chính giao thông cho tất cả mọi người. Và vào những cái giờ giao điểm thì hàng loạt người ào ạt lên tất cả các xe điện, thì cái sự gọi là quá đông người đứng cạnh nhau thì có thể gây ra những cái tình trạng đó và tạo nên một cái căn bệnh mới là căn bệnh sờ mó, phải không ạ? Không, cái này nó nhiều, nó xảy ra thường xuyên lắm. Bên cạnh đó, tin tức breaking news vào sáng ngày hôm nay từ Bộ Tư pháp, và tin tức này được đưa ra ngoài theo một cái bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp. Quý vị còn nhớ khi mà ông James Comey có những cái tin tức tiết lộ về những gì hoạt động liên quan đến việc ông bị đuổi đó, thì ông đã đưa một cái bộ bản ghi nhớ cho một người bạn, rồi người bạn mới tuồng những cái tin tức đó cho tờ New York Times. Thì Bộ Tư pháp, khi mà ông William Barr được đến đó, thì ông đã mở cuộc điều tra nhắm vào để liệu xem James Comey, cựu giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI, có vi phạm luật pháp hay không. Thì bản ghi nhớ sáng ngày hôm nay nói rằng James Comey vi phạm chính sách của FBI. Họ chỉ dùng cái chữ chính sách thôi anh. Policy. FBI's policy. Vi phạm chính sách. Nhưng mà vi phạm chính sách không đủ để truy tố, để buộc tội. Vâng. Nhất là cái vụ vi phạm chính sách về cái việc dò dỉ
Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi nghe bà Margaret Wright bà nói ở đây, tôi nói khi tôi đủ can đảm để bổ nhiệm người nào hay làm cái gì thì tôi phải tự động tôi làm điều đó ra. Thế ông Jim Comey là giám đốc FBI, là một người đảm nhiệm một cái chức vụ quan trọng. Thế ông nghĩ rằng có những cái điều ông cần tuyên bố, và nếu mà ông bị hạn chế bởi luật lệ mà ông đã ký lúc trước thì đừng có tuyên bố. Thế tại sao ông đưa cho một người bạn đó là một cái giáo sư trường đại học ở bên North Carolina đưa ra như vậy, thì cũng vô tình gián tiếp ông cũng làm cái điều đó. Và mỗi một trong những người mà có thể nói có hiểu biết rất là tường tận về luật pháp Hoa Kỳ. Lẽ nhiên thì nếu ông William Barr và nội các như Bộ Tư pháp truy tố ông này và buộc tội ông này thì cũng có thể gây nên đình đám nhiều chuyện. Với lại cái cuộc điều tra của họ thấy không đủ sức để mà có thể truy tố ông này được. Cho nên điều đó cũng làm giảm bớt những cái căng thẳng đối với James Comey, thưa quý vị. Từ James Comey chúng tôi bước sang Ukraine, vì đây cũng là một cái bản tin đáng chú ý. Chúng ta cũng biết là Ukraine với Nga đụng chạm nhau dữ lắm, và cho đến giờ phút này Ukraine vẫn muốn trở thành một thành viên của Liên hiệp Âu Châu, rồi trở thành thành viên của khối NATO, bởi vì Ukraine không thích gì anh Nga cả, mà khổ nỗi Ukraine lại nằm giữa Nga và châu Âu. Ukraine từng là một tỉnh của Liên bang Xô Viết trước đây, trong khối Liên bang Xô Viết. Thế nhưng kể từ năm 1989, khi khối này bị tan rã, thì Ukraine có khuynh hướng nghiêng về phương Tây hơn. Và ngay cả những người phụ nữ thanh niên bây giờ họ cũng muốn được sang Mỹ, muốn được sang châu Âu. Nhưng mà trong thời gian qua, không biết vì lý do nào, Ukraine kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ. Trong thời gian qua, ngay cả trước khi mà Tổng thống vào Tòa Bạch Ốc đó, thì dưới thời ông Obama cũng đã hỗ trợ khá nhiều, khi xảy ra những cái vụ tấn công, rồi cái vụ mà máy bay MH của Mã Lai bị bắn rơi ở đây đó. Thì đó cũng là một cái trong những cái tình hình căng thẳng. Và Hoa Kỳ cũng đã từng cam kết hỗ trợ cho Ukraine. Mới đây thì Bộ Quốc phòng cũng đã đồng ý, và ngân sách của Hoa Kỳ cũng đã đồng ý hỗ trợ 250 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. 250 triệu Mỹ Kim này bao gồm vật cụ, rồi vũ khí, tài trợ để Ukraine có đủ khả năng huấn luyện binh sĩ ở vùng biên giới, ngăn cản bất cứ đà tiến nào của Nga. Tuy nhiên, tin tức sáng nay cho biết, cho đến giờ phút này Tổng thống Trump vẫn chưa ký. Ông vẫn còn lưỡng lự trong cái số tiền 250 triệu Mỹ Kim này. Lẽ nhiên chắc là Tổng thống Donald Trump, ông sẽ có cái một vài cái đường hướng làm việc với Ukraine. Thì chắc quý vị đã biết Ukraine là một trong những liên bang của Cộng hòa Liên bang Xô Viết, và sau khi cái khối này tan rã thì Ukraine trở thành một cái quốc gia với cái thành phố lớn mà quý vị hay nghe nói đến là thành phố Kiev. Quý vị biết Ukraine qua trong một cái tai nạn gọi là Chernobyl, tai nạn nguyên tử ở Chernobyl, và Ukraine là dưới thời Liên bang Xô Viết. Và Ukraine là một trong những cái quốc gia hiện nay là một cái tiền đồn có thể nói ngăn chặn lại sự tiến của Nga sâu đến với cộng đồng chung Âu Châu và đặc biệt là khối NATO. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì cũng muốn mở lại cái mối gọi là hòa hoãn và đặc biệt là thân cận với Cộng hòa Liên bang Nga ngày hôm nay. Nước Nga ngày và nay, nếu như tiếp tục viện trợ tất cả những cái vũ khí để cho Ukraine có những cái phương tiện cơ hữu của họ để chống lại tất cả những cái gì mà gọi là cuộc chiến tranh liên tục diễn ra giữa Nga Xô và Ukraine, thì là một trong những sự kiện vấn đề khó khăn cho vấn đề thương bàn giao giữa hai quốc gia. Chắc tôi nghĩ rằng cái vấn đề này thì trước sau gì cũng được giải quyết, vì Ukraine cũng là một trong những thành viên mà Hoa Kỳ cũng phải quan tâm đúng rất nhiều. Cho đến giờ phút này đó, cái chính sách của phía Hoa Kỳ đối với Nga và Ukraine nó rõ rệt lắm. Bởi vì anh biết là ông cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông John Bolton đó, được mệnh danh là người diều hâu đó. Ông chống Nga. Ông là người chống Nga, chống Bắc Hàn, chống Iran. Và đối với ông John Bolton á, chúng ta phải hỗ trợ cho đồng minh của chúng ta, quan trọng bây giờ là Ukraine. Tuy nhiên quan điểm của ông John Bolton không có nghĩa là quan điểm của ông Trump. Ông Trump vẫn muốn đến gần với Nga. Ông Trump vẫn khen Vladimir Putin, và mới đây trong hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump lại một lần nữa áp lực với các thành viên trong khối G7, trong đó G8 có Pháp. Đúng vậy. Ông nói rằng tại sao quý vị lại muốn bỏ Nga mà trong khi Nga là một đối tác rất quan trọng.
Thực tế mà nói thì tất cả những cái căn bản và cái tiêu chuẩn ban giao quốc tế cũng khó để chúng ta loại trừ và để tách rời Nga ra trong sinh hoạt chung thì dễ tạo nên một cái chiến tranh lạnh. Bởi thế cái đường lối của ông Trump cũng có thể nói rất là mạnh. Khi anh đề cập ông John Bolton thì có như vậy người ta mới thấy cái đa dạng đa năng của gọi là cái lãnh đạo của Hoa Kỳ bao gồm. Nhưng mà đồng thời để cho thấy rằng là những lời khuyên của John Bolton chẳng hạn như là nói rằng là chúng ta phải áp lực Bắc Hàn thật là mạnh mẽ. Chẳng ăn thua gì. Ông Trump vẫn khen ngợi Kim Jong-un như thường. Vâng. Rồi áp lực Nga mạnh mẽ, ông Trump vẫn khen Putin. Và bây giờ đó còn lưỡng lự chưa biết là có nên cung cấp cho Ukraine 250 triệu Mỹ Kim để chống Nga hay không. Thưa anh Hoàng Trọng Thị, chúng ta có mặt trên truyền hình chúng đã từ lâu, từ khi Tổng thống Donald Trump có mặt tại White House. Tất cả những việc làm của Tổng thống Donald Trump có thể buổi sáng nhưng buổi chiều lại không biết nó như thế nào nữa. Thành bởi thế chúng ta phải nói rằng là ông Trump một trong những người đa dạng. Và đến bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng đường lối của ông cũng có nhiều khi rất là mạnh bạo. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.